Chào mừng cô chú anh chị quay lại với channel bên Trường Anh Auto nha. Một kênh bán hàng vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc nhất trong cuộc sống này. Hôm nay Trường Anh vừa về một mẫu Ford Escape, một dòng xe thương hiệu khá là nổi tiếng của Mỹ. Đã từ rất là lâu rồi nha. Rất là lâu rồi em không nhớ, nhưng mà ngày xưa em nó phải gọi là tiền trăm chai đó. Cô chú anh chị vài trăm chai. Hôm nay một cái mức giá cực kỳ là dễ thương. Gầm cao máy thoáng, một mẫu SUV, máy xăng. Động cơ là 2.3 lít số tự động nè. Hai cụm đèn bông phía sau, chủ nhà lên thêm đèn phía dưới nè. Một bộ SUV gầm cao máy thoáng, máy xăng, cô chú anh chị đi sướng cực kỳ. Em này hai cầu điện nha, biểu tượng của Ford Escape đó, nổi tiếng luôn. Hai cụm đèn ok, bốn vỏ là khá mới nè cô chú anh chị nè. Vỏ này có đâu đó được phải tầm 80%, hai cặp vỏ đầu 100%, mâm nguyên bản của dòng Ford nè, gầm bề ở trong nè. Mẫu này những cô chú anh chị nào đi địa hình đó, mà đi làm đất làm đai, đi vườn, đi đi sông suối, lấy mẫu Ford Escape này đi thì quá là ok rồi. Vì em nó gầm cao mà, gầm cao máy thoáng, cặp vỏ đầu chủ nhà thay mới 100% rồi, mâm đúc nguyên bản, ốp chụp nguyên bản của Ford còn. Máy 2.3 lít 4 máy, đồ đạc dễ thay dễ sửa nha. Đi đôi cho em nó là hai cụm đèn, hai cụm đèn chủ nhà vừa thay mới halogen, chắc chắn rồi. Đời 2004 thì chắc chắn qua thời gian 5 tháng em nó cũng phải bị trầy xước. Nếu mà cô chú anh chị đã coi clip bên Trần Anh thì bà con đã biết rồi, em đã từng tải cái xe này rất là chuẩn rồi nha cô chú anh chị. Nước sơn riêng còn, hòa lẫn chất sơn dập. Cặp vỏ nè, cặp vỏ đầu mới 100%, mâm là mâm nguyên bản từ phần ốp chụp riêng hết nha bà con cô bác nha. Bốn kính cửa chủ nhà dán toàn bộ phim cách nhiệt hết trên chiếc xe nè. Nội thất option nè, em này nguyên bản là ghế da nè, ghế da rất là xịn sò đây cô chú anh chị nè. Đó, những cô chú anh chị nào đứng tuổi đi mẫu này thì phải gọi là quá là tuyệt vời. Xe này Trần Anh mua lại của một anh trai làm bên bất động sản đó. Anh chuyên về anh đi đất đai thôi. Đây cô chú anh chị, trang bị là túi khí, hai túi khí bên phụ bên tài, không có dấu hiệu là bung nổ. Cửa gió điều chỉnh nè, 45 độ rất là thoải mái nha. Từ phần tắp bi cửa nè. Mẫu này không có ai chạy dịch vụ cho nên cô chú anh chị yên tâm. Bốn cánh chỉnh điện, keo chỉ rin hết 100%. Xe không cứng không lỗi. Kết hợp là lên bệ ba ga nè, gác chân nè. Đầy đủ các tính năng vô bà con cô bác. Đi đôi là kem hành trình mạc tem trên trần nguyên bản nguyên rin luôn. Đẹp không? Hai cầu điện nha. Hai cầu điện chạy rất là sướng. Đây cô chú anh chị, nội thất ở trong là sạch sẽ nè. Em này trang bị là nguyên bản là da rin hết. Anh chị có da của đời 2004 còn mới không? Không có dấu hiệu rách rưới đâu. Chúng ta sẽ có khay học tùy tay nè. Và một tính năng nữa rất là thông minh, người ta đã thiết kế một cái bàn ăn mini. Một cái bàn ăn mini để nước rất là ok. Cộng thêm một khay để nước nè cô chú anh chị nè. Đẹp không? Đó là những tính năng vượt trội của Ford đó cô chú anh chị. Được cái em này đi cực kỳ là bền. Trần Anh bán xe này cho anh, em nhớ không nhầm là 7-8 tháng nay rồi. Anh lên đổi xe, Trần Anh thu lại con này. Đến bây giờ máy móc chạy cực kỳ là bền bỉ luôn cô chú anh chị ạ. Bền lắm, phải gọi là quá bền. Anh chị coi vần nỉ nè, nỉ bốn kính cửa tắp bi đẹp như thế này. Bốn cánh chỉnh điện hết toàn bộ nha cô chú anh chị. Keo chỉ rin hết toàn bộ 100%. Sạch sẽ cho cô chú anh chị. Trên một mẫu xe nó có một cái ưu điểm và nó có một cái nhược điểm. Ưu điểm là xe này rất là ok, máy móc ok. Nhược điểm là qua thời gian 5 tháng sơn si nó có bị xước. Xước nè, nó có nhiều cái đường xước nha cô chú anh chị nha. Mẫu này á, mà cô chú anh chị mà muốn đẹp nữa là tắm qua một nước sơn, mà tắm qua thì hết chất sơn rin rồi. Cho nên là Trần Anh để vậy luôn. Đó là báo thẳng báo chuẩn nha cô chú anh chị. Có những cái đường xước nè cô chú anh chị ạ. Đó. Thì anh này anh chạy toàn là vườn cà phê không mà. Đây bà con nè, tắp bi đẹp nè, keo chỉ rin nè. Ghế nè, ghế da nè, nguyên bản nguyên rin theo xe, túi khí đầy đủ các tính năng nè cô chú anh chị. Da nè, rất là xịn sò. Vô lăng mới tinh nè, vô lăng 4 chấu nha. Vô lăng 4 chấu cọp như thế này. Số tự động nè. Trên đồng hồ là không có một dấu tích là lỗi lầm nè. Đây nè, gạt xuống đây nè, R nè, D nè, N nè, D2, D1 nè. Và qua đây chúng ta sẽ có hai cầu điện. Đây cô chú anh chị, chế độ auto là chế độ tự cài cầu, chế độ on là mở cầu nè. Đó, hai cầu điện nha cô chú anh chị nha. Đây bà con, côn ga số mới nè. Nguyên một phần táp lô của em nó đã được dán toàn bộ một cái màu đỏ, nhìn rất là ok. Máy lạnh đang mở, trang bị một cái màn hình định vị đầy đủ tính năng nè. Cam hành trình HD, mạc tem trên đây nè, rin hết. Cô chú anh chị đẹp không? Đó, từ phần tay nắm, táp lô, táp bi, túi khí e-băng, không có dấu hiệu là tung,
hoặc là không có dấu hiệu là bị bung nổ nha cô chú anh chị nha. Đó, xe chuẩn lắm. Được chưa? Rất là chuẩn xác. Tay nắm nè cô chú anh chị, đẹp như thế này. Dàn điều chỉnh nguyên bản của em nó nè. Lóc cửa mở cửa, lóc kính nè, còn đang hoạt động nè. Ok chưa? Kết hợp thì chúng ta sẽ có gương chỉnh điện nha cô chú anh chị. Bộ gương chỉnh điện rất là hoàn hảo, đang hoạt động đây. Đó, xe cọp đó, mua về là chạy thôi. Ngoài ra không phải làm thêm bất cứ một khoản gì nữa nha bà con. Mời cô chú anh chị trải nghiệm phần máy cùng với em nè. Cục máy khá là ok luôn. Xe sạch sẽ lắm. 100 mấy chục triệu. Sở hữu ngay mẫu Ford kép bên Trường Anh Auto rồi. Thương hiệu là đẳng cấp. Ok chưa? Đây bà con, đây là phần máy xe nè. Đây cô chú anh chị, cục máy nè. Cục máy khá là êm. 4 máy, 1, 2, 3, 4. 4 máy thôi nha. Máy êm lắm. 2 bên trụ là nguyên bản luôn. Nước giải nhiệt, dầu trợ lực, nước xịt kiến dằn trước nè. Đèn này, cung đèn này chủ nhà thay của hãng luôn nè. Đèn hãng nè, dằn nè. Đây là ống xưng ngang của dằn nè. Dằn hầu như là không có dấu hiệu đâm pha cứng đục ở trên chiếc xe nha cô chú anh chị nha. Hai dàn treo của em nó ok. Nói chung mẫu này chạy thời gian ở chủ nhà người ta về thay nhúng, thay cái kiểu rồi đó, đó là báo luôn. Mà mẫu này thì không bao giờ có chuyện đồ lô, toàn đồ rim thôi. Đồ của Ford là phải đồ của hãng nha. Đó, cho nên bà con cô bác yên tâm, đã thay nhúng, thay dàn dò cho cô chú anh chị rồi, về chạy rất là ok luôn. Keo chỉ rim hết 100%. Xe không cứng bất cứ một khoản gì luôn. Không cứng không lỗi. Máy êm. Được chưa? Đó, bà con mua về bà con chỉ việc sử dụng thôi. Ngoài ra không phải làm thêm bất cứ một khoản gì trên chiếc xe này đâu. Trần Anh nói luôn nha, nó có những cái vết xước, có những cái vết xước nhỏ nha. Đó, không giấu bà con, có những cái vết xước nhỏ. Cần anh tem nguyên bản theo xe nè. Ấy, rất là ok. Và trải nghiệm phần cốp sau. Cốp sau cùng với em nè. Hồ sơ ký rút được. Phía sau chúng ta sẽ có băng chứa đồ đẹp nha cô chú anh chị nha. Nè, vỏ đồ Seco đầy đủ các tính năng nè cô chú anh chị nè. Được chưa? Rộng rãi lắm. 5 chỗ ngồi. Cực kỳ là rộng rãi. 49A06710. Đây là trải nghiệm phần gầm. Nè cô chú anh chị. Hai cầu nha. Đó. Gầm bề đẹp. Hai cầu điện. Nói chung là mẫu này chạy anh sợ uống xăng, anh gỡ cái cầu ra rồi. Anh đang gỡ cái cầu lên chờ anh ráp vô thôi nha. Còn hai cầu vẫn đang hoạt động. Mẫu này có một đặc tính rất là hay. Cô chú anh chị không thích chạy cầu thì cô chú anh chị có thể gỡ chục lép cầu sau ra. Là em nói chạy cầu trước. Ok. Được chưa? Đó, đam mê về mẫu Ford kép 24. Alo cho Trần Anh Auto. Một nữa em xin kết thúc chương trình tại đây này nha. Em see you and goodbye.